Hello everyone, welcome back to my channel. Cái nước này thì mình sẽ chơi thoại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Lucid Dream Adventure. Let's go. Chapter 1. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Tựa game này nói về một cô gái bị tai nạn, sau đó cô ta bị hỏng hai chân. Và trong lúc này thì cô ta nhìn thấy mẹ mình bị một ông thần hay là một ông ác quỷ nào đó chiếm hữu, thì cô ta sẽ vào trong giấc mơ và giải cứu mẹ mình thoát khỏi ông thần nó, ông quỷ nào đó. Ok, đây là một cái game rất ý nghĩa. Rồi mình sẽ sang bên này. Xanh vàng xanh, xanh lam và đỏ, ok. Xanh vàng xanh, xanh lam và đỏ. Let's go. Cái này tượng trưng cho 5 hành tinh. Sao kim, trái đất, sao hoa. Ok, mặt trăng, ở đây không biết là quả gì. Rồi, bay vào giấc mơ thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Tomb Raider. Thank you.
rồi. Bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Ice cream 2. Let's go. Sẽ phải tìm cách cứu thoát cô ta thoát khỏi đó. Let's go. Một cái map ở đâu? Stop. Let's go.
Mình sẽ tìm thủ giác ở đây xem. Đây rồi. Dung ơi, đây là một tấm vé này các bạn vào ngôi nhà đồ chơi đây. Và cầm cái này để trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Let's go. Ok, trong hầm này rất là tối luôn. Nhanh thôi. What will the ice cream? Xin tới đây. Vào nghĩa trang nào. Chúng ta cất chiếc chìa khóa ở trong nghĩa trang. Không biết ông ta đâu rồi. Lắp luôn vào đây. Ok, let's go. Jay, help me out of here, please.
ice cream. Ok, let's go. Quay lại cái trang thôi. What will the ice cream? Super. Jay, help me out of here, please. Please. Trong này nó có một chiếc chìa khóa để cứu thoát cô gái này. Mình sẽ đi lại. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư. Tsunami. Zombie Tsunami. Let's go. Thank you.
không biết có loại đối thủ rồi. Cứ lao vào thoải mái thôi, các bạn không sợ gì cả. Đấy, bôi này rất là khỏe. Wow, wow. Oh my god, wow, wow. It's okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo, Chủ quyền Internet. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Shadow Fight 2. Let's go. Đây là một tựa game khá là hot và hay trong những tháng vừa qua. Tựa game này thì khi vào game nó hơi chậm một chút, cho nên các bạn phải đợi một chút nhá. Let's go. Ok. Gặp một. Wow, gặp một ninja. Oh my gosh. Oh man. Okay. Round 2. Solo từ thấp đến nước cao. Ngay trang này chưa chỉ có khỏe rồi. Thì xem mình được bao nhiêu tiền. Wow. Và nữa thôi là anh ta sẽ đai. Wow. Yeah, ok. Rồi 3.
Ui, anh chàng này có vẻ có một thanh kiếm rất là dài. Oh my god. Yeah. Wow. Tiếp tục đánh thôi. Phải cố gắng giết anh nào. Được 3 round thì chắc là được nhiều tiền hơn. Ồ, chết rồi, mình thua rồi. Oh my god. Không biết là được bao nhiêu tiền đây. 90. Yeah, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Ice cream. Cà phê. 2. Let's go. Ồ, phải đi tìm chiếc chìa khóa. Cho mình nghĩ ở trong xe. Nhìn anh chàng ice cream này rất là nguy hiểm luôn. Ông ta ở trong ngôi nhà này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game kinh dị. Let's go. Let's go. Tựa game này nghe tiếng nhạc thôi mình đã thấy hãi rồi. Đây là những quyển sách. Oh my god. Có một chiếc chìa khóa mà lại không mở được những cái cửa này ra. Rất là hãi. Wow.
Đây. Cái này nó bị hỏng chìa khóa rồi. Bắt buộc phải tìm một thứ gì đó thì mới mở được cánh cửa này ra. Facebook. Đó các bạn cứ thế, sau đó thì mở từng cánh cửa ra rồi trốn chạy, nó rất là dài. Ok, rồi mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.